Không phớt máy, không phớt 25 gram nè. Xin lỗi, không phớt 25 mol nè. Aldehyde, aldehyde là trong đó có nhóm gì? Đó, biết bao nhiêu nhóm không? Không, ở đây không cho nè, thấy không? Nó không có cho đơn hay là đa hay gì hết, không biết. Số lượng không biết, chấm hỏi. Tác dụng AgNO3 NH3 thu được bao nhiêu? 54 gram Ag, bấm cho lại số mol này này đi. N bằng M nhỏ chia M lớn bằng 5. 0,5. Lỡ điền vô nè. Thì mình biết rằng biết nè. Hồi nãy coi coi cái phương trình phản ứng rồi đúng không? Ancol thấy chưa? Aldehyde đúng không? Tác dụng với AgNO3 đúng không? Tỷ lệ bao nhiêu? Một mấy? 1, 2, hiểu. 1, 2 thì cho thấy trong đó có bao nhiêu nhóm CHO? 1 nhóm CHO, nhìn coi đúng không? 0,25 nhân 2 lên có phải ra 0,5 không? Thấy đúng không? Vậy cho thấy trong đó có bao nhiêu nhóm CHO? Một nhóm CHO, hiểu. Có kẹp chưa? Có kẹp chỗ này chưa? Tiếp. Mặt khác cho X vẫn là aldehyde, X là aldehyde nè. Tác dụng với H thì thu được bao nhiêu? 0,125 thì tác dụng được với nhiêu? 0,025. Thì mình biết là aldehyde tác dụng với hydro đã gì? Gì vậy? Ăn ăn con tỷ lệ một 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 một. Nếu trong đó mấy nhóm CHO, một nhóm CHO là tỷ lệ một một một, nhưng mà ở đây tỷ lệ bao nhiêu không biết, lấy này chia này đi. Hai. Vậy tỷ lệ hai hai một, thằng này hai thằng này một. Vậy ngoài nhóm CHO, vậy ở trong biết phải còn thêm cái gì nữa, còn thêm cái gì nữa để nó tham gia thêm hai thằng hydro nữa? Còn thêm liên kết gì? Liên Đôi. kết đôi, bởi vì một liên kết đôi thì cần hai hero, cần hai hero, cần mấy cái hero? Một. Một, nghe kỹ giùm em. Vậy trong đây mình phải có thứ nhất, vậy ít của mình sẽ gồm có liên kết đôi là một và mấy nhóm CHO, một nhóm CHO. Vậy bắt đầu viết nè, viết dựa theo cái công thức xin lỗi, dựa theo công thức aldehyde no đơn mặt hở, đọc CnH 2n cộng 1 CHO đơn chưa, Rồi. no chưa, mà Rồi. bây giờ phải có liên kết đôi thì trừ đi mấy hero, hai hero, lấy thằng hero này nè trừ đi hai đi, Trừ 2. Trừ cộng. Cộng. mày không biết lấy này mày trừ hai hả, Thì có đó trừ 2. ra nhiêu Trừ 1. vậy thôi. Sau đó chọn đáp án,